Chiều nay, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong băng nhóm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Theo bản án, từ cuối năm 2016, các đối tượng Đào Minh Quân, Phạm Ly Sa và một số đối tượng phản động trong và ngoài nước là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một tổ chức phản động lưu vong người Việt hoạt động ở nước ngoài, thông qua mạng xã hội đã lôi kéo nhiều đối tượng trong nước thành lập các nhóm hành động để tiến hành khủng bố phá hoại tại Việt Nam. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, các đối tượng gồm Nguyễn Đức Sinh, Đặng Hoàng Thiện, Thái Hàn Phong, Nguyễn Ngọc Tiền, Hoàng Văn Dương, Vũ Mộng Phong và Nguyễn Thị Trung đã đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa bằng bom xăng. Tiếp đó, vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, Đặng Hoàng Thiện, Nguyễn Thị Trung, Ngô Thụy Tường Vi, Trương Tấn Phát lại đặt hai quả bom xăng ở nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Mặc dù một quả đã kích nổ nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã bị các đối tượng phản động lưu vong ở nước ngoài lợi dụng, lôi kéo kích động, tham gia vào tổ chức phản động, chống đối lại chính quyền và nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền xuyên tạc trên mạng xã hội, tham gia biểu tình, tuyển dụng thành viên, chế tạo vũ khí. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, xâm phạm vào tài sản, sức khỏe của nhân dân. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 16 năm tù đối với bị cáo Đặng Hoàng Thiện là đối tượng chủ mưu chế tạo bom xăng để đặt ở sân bay Tân Sơn Nhất và tham gia đốt kho tạm giữ xe vi phạm giao thông số 1 của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tuyên phạt mức án 10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đức Sinh là đối tượng chủ mưu lên kế hoạch, phân công và trực tiếp ném bom xăng đốt kho tạm giữ xe vào ngày 8 tháng 4 năm 2017. Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo gây ra vụ đốt kho tạm giữ xe phải bồi thường số tiền là hơn 1,2 tỷ đồng cho Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt 13 bị cáo còn lại mức án thấp nhất từ 5 năm tù và cao nhất là 14 năm tù cùng về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Riêng bị cáo Lê Thị Thu Phương, sinh năm 1996 là bạn gái của Thiện, nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 3 năm về tội không tố giác tội phạm. Đối với các đối tượng cầm đầu tổ chức phản động Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là Đào Minh Quân, Phạm Ly Sa, hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ điều tra xử lý sau.